Làng nào ở nước ta nổi tiếng về nghề chạm bạc cổ truyền? A. Đồng Xâm, Thái Bình. B. Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Hay C. Đồng Giao, Hải Dương? Các bạn chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Làng nghề truyền thống Vạn Phúc, Hà Đông nổi tiếng về sản phẩm gì? Lụa, gốm, kim hoàn. Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Lễ hội Đền Và ở Hà Tây cũ nhằm tưởng nhớ nhân vật nào? Hùng Vương thứ 18, Tản Viên Sơn Thần hay Thánh Gióng? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Lễ hội nào được tổ chức dài ngày nhất ở nước ta? A. Lễ hội Chùa Bà, Bình Dương. B. Lễ hội Chùa Hương, Hà Tây. Hay C. Lễ hội Chùa Ông ở thành phố Hồ Chí Minh? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Linh vật của Copa America 2011 có tên gọi là gì? Komodo, Zakumi hay Suri? Các bạn chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại bánh nào đã thành thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Hải Dương? Bánh in, bánh cốm hay bánh đậu xanh? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài báo thuộc nhóm động vật nào? Ăn cỏ, ăn thịt, ăn tạp cả cỏ và thịt? Những người đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loài cây nào dưới đây được thụ phấn nhờ gió? Cây ngô, cây cải hay cây mướp? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chọn. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta. Loại cây nào có phân chia giới tính? Cây đu đủ, cây chôm chôm, cây mãng cầu
Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chuyển thăm. Thế là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Loài chim nào dưới đây chân có hai ngón? A. Chim ưng. B. Chim đà điểu. Hay C. Chim hồng hạc? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chơi. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta? Loài chim nào được xem là động vật đặc trưng của châu Nam Cực? A. Chim cánh cụt. B. Chim kiwi. Hay C. Chim hải âu? Đáp án chính xác thì chúng ta sẽ phải cùng chơi. Xem là bạn vượt qua được những ai trong số những người cùng chơi của chúng ta?